Xin mời quý vị và mong rằng ngày hôm nay thì trận đấu chúng ta trận đấu chung kết giữa hai đội bóng chuyên sâu K56 và chuyên sâu K54 sẽ được điều hành bởi trọng tài V-League Hoàng Thanh Quỳnh, và cùng đó thì sẽ có các trọng tài Đào Hoàng Giang, Trần Minh Hiếu và Văn Hồng Hiếu. Và trận đấu này chúng được phát trực tiếp trên fanpage của Như Ái Củi. Tất cả các bạn sinh viên thì các bạn có thể vào fanpage Như Ái Củi để chúng ta có thể chia sẻ và lan tỏa trận đấu ngày hôm nay. Vâng, như vậy trận đấu đã chính thức bắt đầu với tình huống giao bóng đến từ đội bóng K56. Tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng việc đưa ra những phần tương tác, chia sẻ. Cơ hội dành cho các cầu thủ áo tím. Bên trong không được. Một pha mà hai cầu thủ đã không hiểu ý nhau. Một tình huống tương đối rõ ràng, nhưng trong pha bóng vừa rồi thì đó lại là một pha xử lý không thực sự rõ ràng. Chỉ cần có một tín hiệu, chỉ cần có một tình huống ngông lên thì có lẽ đã có thể có được cơ hội dứt điểm. Hưng đen rất mạnh. Tình huống phạm lỗi của Hữu Đạt. Vừa rồi là một cơ hội rất nguy hiểm được tạo ra bởi cầu thủ K54, nhưng đáng tiếc họ đã không thể có bàn thắng. Lại thêm một pha chuyền bóng nữa của Quang Đạt, một pha chuyền bóng với lực rất tốt, dứt điểm. Một pha dứt điểm kiểu tà lông của cầu thủ bên phía K56 nhưng đã không thành công. Xử lý có phần hơi chậm ở trong trận đấu ngày hôm nay. Cơ hội dành cho các cầu thủ K54. Phía trước mặt rất trống trải. Rất đáng tiếc với cơ hội dứt điểm vừa rồi. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra nhưng Đăng Khải đã bỏ lỡ ở phóng vừa rồi. Tình huống bằng lên tốt đến từ Đăng Khải nhưng đã không thể có được cú dứt điểm tốt của cầu thủ này. Khá đáng tiếc với phóng vừa rồi. Lại một đường chuyền dài phía trên của Văn Thành. Cối! Một pha bằng vào rất nguy hiểm. Phía đội bóng K56 trong trận này là tương đối nguy hiểm, với những cú chuyền bóng phía trong cùng với đó là những đều đang phải thi đấu rất thận trọng. Dứt điểm. Việt vị mất rồi. Một pha phối hợp tốt và một cú ngang ngang ở trong cũng là tương đối nguy hiểm. Và rất may dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng K54 để trong bóng vừa rồi thì đã có tình huống việt vị. Huy Dũng. Một quả pha bóng lên đến từ đội trưởng Huy Dũng. Đăng Khải. Một pha thoát đi tốc độ cao đến từ Đăng Khải. Đăng Khải có tốc độ rất cao. Đăng Khải dứt điểm không vào. Một cú bắt vô lề tốt của Đăng Khải. Trong thời điểm này thì Đăng Khải đang là cầu thủ tạo ra được nhiều những cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận đấu đến giờ. Với việc có được tốc độ cao thì Đăng Khải luôn luôn có những tình huống thoát đi và có được lợi thế trước đối phương. Bây giờ thì sẽ có một quả đá phạt góc được dành cho cầu thủ K54. Đức Hải dành cho K56. Và bóng rất nguy hiểm. Nó không khác gì một đường kiến tạo. Vừa rồi có vẻ như Hữu Đạt đã muốn cho trận đấu trở nên căng thẳng hơn, kịch tính hơn, và anh đã đưa ra một đường chuyền dành cho cầu thủ đối phương. Nhưng thành công thì cũng chưa chấp nhận một món quà dễ dàng như thế này. Anh cũng quyết định đưa ra một tình huống dứt điểm tương đối nhẹ nhàng. Văn Huy, Hưng Đen, tình huống tốc độ cao của Hưng Đen bên trong, ôi không được. Một pha chuyền bóng vào trong tuyệt vời, nhưng khá đáng tiếc, có lẽ vừa rồi thì Đăng Khải lại thêm một lần bỏ lỡ cơ hội để có thể đưa ra cú dứt điểm. Chỉ cần xử lý bước một tốt hơn thì Đăng Khải đã hoàn toàn có thể đưa ra một tình huống dứt điểm ngay. Cơ hội. Tình huống đánh đầu không thành công. Một pha bóng hơi thiếu đi sự chủ động đến từ Thành Công. Nếu như trong tình huống vừa rồi Thành Công có thể có được tình huống quan sát tốt hơn và đưa ra một pha đánh đầu dứt khoát hơn thì có lẽ đã có thể có được bàn thắng dành cho các cầu thủ K56. Thành Công, Tùng Bê. Và xử lý không thành công của Tùng Bê trước anh Tài. Rồi dành cho K56. Bàn thắng dành cho K56. Một pha thoát vật vị khá tốt. Một tình huống đã tạo ra sự bất ngờ và Đăng Phúc là người đã mang về bàn mở tỷ số dành cho K56 ở trong những giây cuối cùng. Có vẻ như đã có một sự chủ quan và thiếu tập trung đến từ cao thủ K54. Một pha xử lý rất nhanh. Tình huống thoát đi của Đăng Phúc. Phóng vừa rồi thì có vẻ như thủ thành của các cầu thủ K54 cũng đã có phần không thực sự tập trung. Bên phía đội bóng K56 đang dâng lên rất cả. Thành công. Không có đường truyền kịp thời đến từ Thành Công. Như vậy trọng tài sẽ có một quả đá phạt ngay phía trên vòng cấm. Một quả đá phạt ngay trên vòng cấm của các cầu thủ bên phía đội bóng K54. Là Quang Đạt rất căng. 2-0 dành cho cầu thủ K56. Một tuyệt phẩm được tạo ra bởi Quang Đạt với một cú đá phạt bóng đi thẳng vào góc chữ A. Các thủ môn thì rõ ràng không thể có cơ hội nào ở trong những tình huống bóng này. Tùng Bê là người đứng trước bóng. Cú đá vào trong, không vào. Việt vị mất rồi. Một trận đấu mà Nam Từ đã không có cái duyên để có thể tạo ra được những bàn thắng. Nếu như họ chỉ cần chính xác hơn một chút xíu thôi thì có thể đã có được bàn thắng. Rất hay. Tùng Bê đã ngã nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Một pha phá bóng không tốt bên trong. Ôi, nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Tùng Bê đang giải thích với trọng tài. Đối Việt vị và trận đấu vẫn tiếp tục. Đang có một tình huống có phần hơi nóng nảy đến từ Đức Hải. Pha phản công của các thủ K56. Một tình huống 3-1 rất trống trải. Làm gì đây? Một pha xử lý rất nhẹ nhàng, đầy tự tin và đã có bàn thắng nâng tỷ số trận đấu lên 3-0. Tình huống mà phòng ngự của các cầu thủ K54 đã mắc sai lầm. Và khi mà chỉ còn lại một mình thủ môn của họ ở nhà thì mọi chuyện đã là quá muộn. Bây giờ thì khoảng cách đã là rất lớn.